chỉ mới đăng ký kết hôn và về sống cùng nhau và vẫn chưa tổ chức đám cưới ạ. Đây có phải là lần đầu tiên em mặc cái áo cưới không? À dạ vâng ạ. Và em có cảm thấy bị chạnh lòng không? Dạ thật sự thì nếu mà nói về chạnh lòng thì có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên. Hầu như là nếu mà em cặp vợ chồng đã chuẩn bị chưa nào? Ui, em sẽ bất ngờ cho xem. Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cặp vợ chồng số 1. Thấy chưa? Bất ngờ chưa? Kinh quá. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Từ Văn Hậu, năm nay em 29 tuổi. Em đang công tác tại Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370. Bên em là thuộc quân chủng phòng không không quân ạ. Xin mời cô gái xinh đẹp. Dạ, đầu tiên em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và chào tất cả mọi người trong khán phòng. Em tên Bùi Thị Như Quỳnh, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là pha chế và bếp bánh ạ. Bartender đúng không em? Dạ. Hai vợ chồng em đều là quê miền Tây hết đúng không? Dạ, em thì là quê miền Tây, em quê ở Cà Mau. Còn dạ, con em là quê ở Tây Ninh ạ. Quê Tây Ninh. Thì hiện giờ thì nhà của các em là ở Cần Thơ hay là ở đâu? Dạ vâng, hiện tại thì em đang công tác ở Cần Thơ nên là vợ chồng em cũng đang ở một căn trọ nhỏ nhỏ ở Cần Thơ. Thế thì hai vợ chồng làm sao để có thể quen được nhau? Vợ chồng em quen biết nhau từ khi em còn là học viên năm cuối ở học viện. Và vợ em thì đang là sinh viên năm 2 của trường Y Dược Nguyễn Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày trước thì vợ chồng em quen nhau là cũng tình cờ, là em có một người đàn anh học mà khóa trên, lại là em họ của vợ em hiện tại đây. Có một khoảng thời gian thì vợ em là đi gọi là đi tìm người nhà nhưng mà không liên lạc được, thì là vô tình thấy em có kết bạn với đàn anh đấy. Thì là cũng nhắn tin hỏi thăm và nhờ gọi là nhờ liên hệ dùm đó vậy. Sau cái lần liên hệ đấy dùm thì cũng thấy bà này cũng thời đấy cũng còn xinh xắn. Thế là cũng tiếp tục nói chuyện làm quen và tìm hiểu nhau nhiều thêm. Thế thì em có ấn tượng gì về Hậu không? À, dạ nếu mà lần đầu thì em cũng có ấn tượng với chồng em lắm đâu, tại nhìn trong ông xấu xấu. Có đâu, đẹp trai mà. Ngày trước gì ạ? Ngày trước còn là học viên. Nó là giờ tút là đó. Giờ mà tút chứ. Dạ đúng rồi đấy. Thì ra thì em đi tìm em trai em thôi, xong rồi định là chỉ là hỏi thăm vậy thôi chứ sẽ không có liên lạc gì. Nhưng mà thấy anh cứ chăm chỉ nhắn tin lắm nên là em cũng phải trả lời kiểu 10 tin cũng phải trả lịch sự trả lời 1-2 tin. Xong nói chuyện riết là dần dần cũng quen dần, nhưng mà cũng phải nói chuyện dài tới 6 tháng em mới đồng ý ạ. Tức là trong vòng 6 tháng đấy là em chỉ biết chồng qua hình ảnh thôi? À, dạ đúng rồi ạ. Thế em gặp ở ngoài em có thấy đẹp trai hơn trong hình không? Nhìn ở ngoài chồng em hơi con nít chút xíu ạ. Lúc đó chồng em trẻ quá, chắc so với em thì mẹ em với bà em đều kêu là nhìn trẻ quá. Nhưng mà anh hơn em 2 tuổi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thế hai bạn gặp nhau năm bao nhiêu tuổi? Dạ gặp nhau năm đó là em 20 tuổi ạ. Thế thì trẻ thật. Các em là thường xuyên trò chuyện với nhau là qua online đúng không? Vậy khi mà gặp trực tiếp, gặp mặt nhau á, mặt đối mặt đó, bao lâu thì mới diện kiến nhau? Lúc mà tụi em nói chuyện với nhau khoảng 6 tháng. Lúc đó khi mà em đồng ý chính thức quen rồi á, thì lúc đó cũng ngay dịp Tết. Thì ảnh mới từ học viện bay về sân bay Tân Sơn Nhất để gặp ạ. Học viện là ở đâu em? Dạ em học ở học viện phòng không không quân ở Sơn Tây, Hà Nội. Trùng hợp là vào dịp được nghỉ phép Tết anh ạ. Thì là em trên đường về quê thì em sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là tranh thủ đó. Dạ đúng rồi. Và gặp nàng là chính. Dạ. Có nôn nao không? Dạ có chứ anh. Vừa nôn nao về nhà là vừa nôn nao được gặp mối tình đầu tiên đó chứ anh. Vừa nôn nao được gặp mối tình đầu tiên đó chứ anh. Trời ơi. Rất là hồi hộp. Còn ngày xưa em còn tưởng là bị lừa. Em còn tưởng là bạn chỉ hẹn hứa là sẽ ra sân bay đón. Nhưng mà cứ hồi hộp là không biết người ta có đón thật hay không, hay là lại cho mình trèo cây nữa đấy. Rồi có thể chia sẻ cho anh biết cái khoảnh khắc mà hai đứa gặp nhau ở giữa sân bay, chuyện gì nó xảy ra? Gặp nhau chỉ biết cười thôi, chưa biết làm gì cả. Nhưng mà còn em thì sao? Em có hồi hộp khi mà gặp Hậu không? Cũng biết sao, em cũng bình thường lắm. Em cũng chỉ ê đây nè. Mà kiểu lúc đó tính cách của em chắc nó cũng mạnh mẽ lắm. Em chỉ đón ông vậy thôi. Rồi sau đó hai đứa đi đâu? Sau đấy thì hôm đấy em bay thì nó cũng bị delay, cho nên là bay về cũng
trễ cho nên là hai người dẫn nhau đi ăn tối, đi dạo phố một tí xong rồi là coi như là đi về ra. Thì sau bao nhiêu lâu thì hai bạn chính thức yêu nhau và cưới nhau? Đến khi mà 6 tháng là bạn mới đồng ý là quen em. Thì tiếp tục là 6 tháng tiếp theo nữa. Trong vòng 1 năm? Trong vòng 1 năm. Là cưới, cái yêu cả cưới. Dạ. Wow, cũng là siêu tốc nha. Mẹ có thích không? Thích không? À, dạ, mẹ em kiểu cực kỳ thích luôn ạ. Mẹ em kiểu cực kỳ thích luôn ạ. Tại sao vậy? Kiểu như là mẹ em là một người ăn chay trường, rất là hiền, nói chuyện rất là dịu hiền. Còn em là kiểu nói chuyện hơi to tiếng, tính cách thì cũng hơi ngang ngược xíu. Em hả? Dạ. Nên là kiểu anh nói chuyện hiền mà đàn ông nhưng mà nói chuyện rất là trầm tĩnh, mẹ em rất là quý. Rất là mẹ em cứ kêu em ra nói một câu gì nè: sao hiền quá à, mà mấy mốt quá mà không có thành á thì mẹ nhận làm con nuôi chứ sao mẹ thương quá. Thế còn bên gia đình em thì sao? Còn bên gia đình em thì coi như sau một năm đấy gọi là 50-50 là đang phân vân xem là tiến tới hôn nhân luôn hay không, hay là tiếp tục mối quan hệ là quen biết nhau. Thì cũng trong khoảng thời gian đó thì vô tình bọn em bị vỡ kế hoạch. Thế là bọn em có tin vui. Cũng nhân dịp đấy thì em cũng đưa về ra mắt gia đình luôn. Nhưng mà cũng hơi buồn là cũng không được thuận lợi lắm anh chị ạ. Tại sao? Tại vì thời điểm đấy thì hai vợ chồng cũng đều là còn trẻ cả. Ban đầu thì gia đình cũng có nhiều ý kiến phản đối, cũng chưa chấp nhận cho hai đứa. Thời gian đấy thì cũng chưa có gặp mặt nhiều, chỉ tiếp xúc qua gọi là nói chuyện điện thoại thôi. Em có nói chuyện với mẹ chồng em lúc đó về cái vấn đề, cái sự cố em bé? Thật ra là lúc đó thì tuy là em cũng có nói chuyện nhưng mà hầu như là nói chuyện với chị của anh. Tại vì ba mẹ chồng em cũng khá là lớn tuổi, em cũng không có sử dụng điện thoại nhiều á, nên là em cũng nói chuyện được nhiều. Với lại khi mà mình thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn hoặc nói chuyện á, cái ngôn ngữ của mình á nó sẽ có nhiều cái không có đúng rồi, nó không có rành mạch để mọi thứ nó cảm giác là nó hiểu lầm đi xa. Nhưng một phần lúc đó em cảm nhận như là mẹ chồng em nghĩ là chồng em đang phải gánh cho người khác vậy đó. Là kiểu cảm giác không được tin tưởng lắm. Vì em chưa có lần nào về đó chơi cả. Vậy thì đám cưới của hai bạn có gặp khó khăn không? Dạ thì cũng chia sẻ thật với anh chị là hai vợ chồng em đến thời điểm hiện tại là chỉ mới đăng ký kết hôn và về sống cùng nhau và vẫn chưa tổ chức đám cưới ạ. Đây có phải là lần đầu tiên em mặc cái áo cưới không? À dạ, vâng ạ. Và em có cảm thấy bị chạnh lòng không? Dạ, thật sự thì nếu mà nói về chạnh lòng thì có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên. Hầu như là nếu mà em đi ngang tiệc váy cưới hoặc là đám cưới đồng nghiệp của chồng thì lúc nào hầu như là em cũng không muốn đi á, kiểu cảm giác là bị buồn. Nhưng mà dần dần á thì em cũng nó cũng quay được một chút xíu. Khi mà nhắc đến là em có thể là rơi nước mắt liền luôn. Có vẻ là do mình cảm thấy thiếu thốn quá. Chị hiểu. Hôm nay em mặc cái chiếc váy cưới này, cái cảm xúc của em nó ra sao? Vì có vẻ là lần đầu tiên em mặc nên em cảm thấy lạ. Hay là bắt đầu em cảm thấy khá là vui. Xong rồi em cảm động vì mọi người đã vì em mà chuẩn bị chiếc váy cưới này ạ. Ủa vậy là em không biết hả? Dạ em không biết ạ. Thật đó. Hay thế. Khi Hậu đứng ở trong kia nhìn thấy vợ mặc cái đám cưới này, em nghĩ gì? Cảm xúc của em thế nào? Thì vợ em là lần đầu tiên mặc váy cưới thì em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì chỉ có thể nói là xinh đẹp thôi chị ạ. Quá xinh đẹp em ạ. Nếu như mà được bộ lễ cưới này được đứng trên một lễ đường thì nó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Em có mong muốn làm được điều đó không? Dạ, thật ra thì bây giờ cái mối quan hệ giữa vợ em và bên gia đình em thì nó đã trở lại như bình thường rồi. Và trong tương lai thì vợ chồng em cũng là tổ chức sẽ gọi như là một cái lễ kỷ niệm thôi. Đúng rồi. Để cho cả hai cùng biết được cái cảm giác cùng đúng đứng rồi. Trên lễ đường nó là đúng như rồi, thế nào. Đúng rồi. Nên là chị rất rất mong muốn là chị sẽ được ngắm đám cưới của hai bạn càng sớm càng tốt. Một cái đám cưới viên mãn và nó sẽ là một cái đám cưới mà có đầy đủ bố mẹ hai bên rồi những người bạn thân thiết nhất của các em. Vợ chồng em cũng sẽ cố gắng để làm được điều đó. Bây giờ trước khi đến cái phần 2 đó, thật ra hồi nãy em có nói một câu mà anh rất là xúc động. Tức là những cái vấn đề mà em đang gặp phải, nếu như không có mẹ ruột của em á, thì chắc chắn nó sẽ còn có những cái nó không hay, nó sẽ đến. Đó thôi, thì bây giờ em có lời nào em gửi đến mẹ của mình
và có lời nào gửi đến ba mẹ chồng của mình hay không? Dạ có ạ. Đầu tiên á là con phải gửi lời xin lỗi ạ, vì đã khiến ba mẹ thất vọng, vì ba mẹ kỳ vọng cho con rất là nhiều để học ra đại học, nhưng mà mình lại đi một bước đường sai lầm khiến là ba mẹ tổn thương. Sau đó là lời cảm ơn vì mẹ luôn luôn ở cạnh, ba luôn luôn hỗ trợ về mọi mặt để hai vợ chồng sống có thể thoải mái nhất có thể. Là còn ba mẹ chồng em á thì em cảm ơn vì ba mẹ đã chấp nhận em, chấp nhận bé Kít, chấp nhận gia đình nhỏ của tụi em ạ. Và cái điều quan trọng nhất là mẹ đã hiểu được. Đúng. Mẹ đã hiểu được con dâu. Và điều quan trọng là mẹ bây giờ không chỉ có một đứa con mà mẹ có tới hai đứa con. Rồi tới vụ kia đi em ơi. Bây giờ thôi, phá không khí đi. Đến phần nói xấu. Nói xấu nhau một tí cho vui, vui hơn nữa. Thấy Hậu ít nói quá. Đúng rồi. Hậu nói nhiều lên em, bây giờ là giai đoạn em được hòa sức thể hiện. Em cũng trông chờ vào giây phút này rồi. Trông chờ giây phút này. Là đây đây là cơ hội để bùng lên rồi. Bùng lên. Nhất đó là nó là vợ em lười. Lười. Lười nha. Ví dụ cái vụ lười. Ví dụ như thế này là lười nha. Là phụ nữ nhưng mà rất là lười làm đẹp. Ôi xinh như này mà lười làm đẹp á? Dạ. Xinh lắm ấy. Hôm nay là nhờ cảm ơn anh chị ekip rất là nhiều. Còn nhưng mà ngày thường mà bình thường đi làm là rất là lười trang điểm nha. Việc đánh son đi làm thôi mà là hôm nào em cũng phải nhắc. Có bao giờ mà bà không chịu đánh son mà em phải nhào vô em đánh son cho bà không? Không dám để cho em đánh là cho nên là tự giác đánh. còn cái gì nữa nè? Cái tật xấu thứ hai của vợ em phải nói đến đó là cái sự thẳng tính và nóng tính. Nóng tính. Dạ đúng rồi. Mỗi lần nóng tính lên thì sao hậu? Dạ mỗi lần lên nóng tính thì rất là khủng hoảng luôn rồi. Em nói rõ hơn xíu được cho anh hình dung được không? Khủng hoảng là sao? Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là ở nhà, ví dụ như đi làm về mà thấy em và con ở nhà có tí bừa bộn tí coi như là lại phát âm lên. Cái gì đó trời? Trời ở nhà mà không dọn đi này. Rồi bà có sắn tay vô bà dọn không hay là em dọn? Không em đi dọn chứ anh. Đi dọn chứ anh. Ồ chồng ngoan ghê ấy, trời. Mà em mà không đi dọn là có khi hôm đấy lại không được ngủ ở nhà anh ạ. Không được ngủ ở nhà luôn. Rồi sao nữa? Tiếp nữa đi. Tật xấu số 3 phải nói là lười vận động vậy. Lười vận động. Lười vận động. Vậy thì những lúc mà ăn no vô càng lười nữa đúng không? Dạ đúng rồi, ăn no là hầu như là mỗi bữa cơm hay là em đều phải chuẩn bị một cái gối bên cạnh. Coi như là ăn xong là phải nghỉ mệt. Ăn xong là phải ngã xuống phải ngủ liền đúng không? Không ngủ ra chỉ nằm là nghỉ mệt cái đó. Chỉ nằm là nghỉ mệt cái đó. Em đi trời. Em đi không nổi. Rồi em muốn làm gì em làm đúng không? Dạ vâng vâng. Chiến trường là em dọn hết. Dạ đúng. Ăn cơm xong thì nhờ anh ấy giùm em ly nước, chai nước gì đấy. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy ăn xong mà có người có cái gối bên cạnh để nghỉ mệt sau khi ăn. Rồi có nhờ đút trái cây trắng miệng không? Dạ cũng có ạ. Hôm nào có chuẩn bị là cũng nhờ luôn. Sao mà thấy dễ thương vậy trời. Còn gì nữa không? Có hay ghen không? Đó. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề này là phải đúng ra là phải nói đầu tiên vậy. Đó. Ghen. Rồi. Ghen rất là kinh khủng luôn. Ghen rất kinh khủng luôn. Dạ. Đâu điển hình coi. Điển hình như là khi dùng mạng xã hội là thấy bạn bè mà nữ là coi như là ngày trước là ý định là xóa hết bạn của em nha, là không cho nữ trong đó luôn. Còn gợi ý kết bạn nào mà là nữ là phải vào dò xét ngay. Ai đây? Ai đây? Sao lại gửi kết bạn, có quen không? Ghen lắm, quản lý hết. Rồi là từ các ứng dụng mạng xã hội phổ thông thì là mật khẩu là sử dụng mật khẩu, biết mật khẩu hết. Wow. Về tài khoản Google thì hai vợ chồng chỉ có một tài khoản thôi. Có nghĩa là em mà chụp hình cái gì là biết ngay liền. Trời. Đây là danh bạ em vừa mới lưu số ai là cũng biết ngay liền. Trùm ghen thật anh ạ, em chưa gặp ai này luôn á. Trùm ghen lắm. Dễ kiếm. Trùm ghen thật sự. Vậy là bây giờ vô Facebook em là không thấy một cái bóng dáng nào gọi là fan nữ hết đúng không? Dạ có nữ nhưng mà cơ bản là nữ nào thì vợ em biết hết. Nói chung là nữ nào là vợ em phải biết hết. Ghê thật nha. Không nhưng mà em thấy nhân vật nó cũng hay, cũng đỡ đau đầu chị ạ. Em ơi, ổng chấp nhận rồi em ơi, ổng chấp nhận rồi. Hay không phải em bắt trước ha. Em cũng bắt trước về em cũng như thế ha. Chị em hay. Thôi tội nghiệp chồng em ơi thiệt á. Tôi còn gì nữa không? Em nghĩ là như đó là cũng xấu xấu lắm rồi. Chia sẻ nữa em sợ về tối em lại đau mình nha. Có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Dạ cũng về mong muốn thì em cũng mong thời gian tới là vợ em điều chỉnh lại cái tâm trạng một tí, bình tĩnh lại một tí. Là đừng có nóng tính quá thì nó dẫn hai đứa đến những cái quyết định nó không hay. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thứ hai đó là tập trung về đầu tư cho bản thân mình một tí. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Đến lượt em rồi đó. Nãy giờ nói em quá trời quá đó. Chồng em tật xấu thì có vẻ là ít lắm ạ. Ít lắm à? Dạ. Thôi may mắn vậy. Thật ra thì theo chồng em chia sẻ
Vì có lẽ là vì công việc của em đòi hỏi sự tỉ mỉ rồi, nên khi về nhà kiểu như là đã có người chiều mình rồi thì mình cứ theo thói quen mình cứ làm đúng thôi. Dạ, của mà không xài phí lắm bọn. Phải tận dụng rồi. Chồng em chỉ có duy nhất một cái là em cảm thấy không thích và cũng thấy buồn mà cũng thấy không vui nữa, là ít chia sẻ với vợ lắm ạ. Ừ. Dạ, hầu như là ngoài công việc, đặc thù công việc không chia sẻ, em không nói, nhưng mọi mối quan hệ là chồng em gặp vấn đề gì á, ít khi nói với vợ lắm, luôn luôn là chịu một mình vậy đó. Hoặc là em mà muốn biết á thì em phải nghe từ người khác, mà chỉ biết vấn đề đó đáng lý chồng mình phải nói với mình, nhưng người khác lại nói với mình ấy, là mình bị tổn thương nhiều lắm ạ. Chị hiểu. Em cãi nhau với ảnh mà em bị lười á chị, em lười cãi nhau, em chửi mà giống như là kiểu mà người ngoài mà không nghe á, tưởng là ôi con này nó bị tự kỷ, nó chỉ một mình là độc thoại, độc thoại một mình luôn, là đứng trước cái gương tự chửi mình vậy đó hả? Dạ, y chang vậy luôn. Trời, đáng sợ vậy hả? Không trả lời nhưng mà cũng không cấu luôn, bình thường với em mặt cứ chơi chơi đó. Bởi vậy mẹ mới rất là thích ổng. Đúng rồi, mẹ thích ổng ngay từ lần đầu gặp tiên, mẹ từ lần đầu tiên gặp nhau mà mẹ em còn kêu phán là đẻ lộn nhà đó, đáng lý đây là con mẹ em nè. Đúng rồi. Nhưng mà em ơi, em có biết em may mắn lắm không? Tại vì thực sự dạ, là một cái người chồng mà dịu dàng như thế là một cái mơ ước của rất nhiều cô gái đấy. Tại vì người nào đến đây cũng kêu là chồng em nóng tính quá. Dạ. Chồng em hay nói những lời là em tổn thương quá. Đây là hoàn toàn ngược lại nữa. Ừ. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì em có tranh luận hay là em có thậm chí là có tranh cãi những cái vấn đề với những người xung quanh không? Dạ có chứ anh. Cái đó là khi mà công việc thì là có những cái vấn đề là mình phải có những cái quan điểm là mình phải bảo vệ, là mình phải tranh luận. Ừ. Còn cái mối quan hệ bên ngoài thì có đôi khi là mình cũng coi như là đâu qua đi, họ nóng tính với mình thế thôi, coi như là giúp đỡ họ giải tỏa căng thẳng đi. Thế cũng nhẹ nhàng bớt dần. Nhưng mà về với vợ là coi như là im luôn. Im luôn. Cái đặt chế độ im lặng. Tại sao em lại không chia sẻ với vợ em? Tại vì em không biết em nghĩ đúng hay nghĩ sai, nhưng mà em nghĩ là khi mình đi ra ngoài làm việc là nó có sự vất vả, nó có những áp lực, là có những cái mối quan hệ trong công việc là mình rất là khó chịu. Nhưng mà khi về nhà thì mình khó chịu với gia đình, hoặc là mình chia sẻ những cái áp lực, chia sẻ những cái khó khăn đó với vợ, thì em nghĩ nó lại vô tình là cái một người phải chịu, thành ra là hai người cùng phải chịu. Thế là em nghĩ là thôi đi, mình cứ cố gắng đi, tự mình chịu đi cho xong luôn. Anh nghĩ là nó không thể giải quyết được. Đúng. Nếu như các bạn đi một con đường dài, may mắn là các bạn bây giờ chưa gặp phải những cái vấn đề trầm trọng về kinh tế. Đúng. Nếu như các bạn rơi vào một cái tình trạng gọi là khủng hoảng kinh tế đi, thì cái sự im lặng của em nó vô hình chung nó rất nguy hiểm. Đúng. Tại vì chúng ta không thể bàn được với nhau để cùng làm với nhau, cùng thực hiện với nhau những cái công việc để làm sao giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Nói chuyện để có da có vị. Đúng. Đúng không? Đúng. Để vui hơn. Anh nghĩ là Hậu sẽ thay đổi sau chương trình này. Hứa không? Vâng. Hứa đi. Hai vợ chồng là sẽ hứa với nhau là sau chương trình này thì xây dựng hẳn một kế hoạch là mỗi ngày sẽ khi về nhà sẽ ngồi lại, cuối ngày ngồi lại chia sẻ với nhau công việc trong ngày, cũng như là khó khăn của nhau để hỗ trợ nhau cùng vượt qua. Em mong là em nói chuyện với anh chứ không phải là em bị tự kỷ nữa một mình. Buồn quá. À, cứ nói đi, biết đâu chừng năm sau có một đứa nữa sao? Vợ chồng em cũng đang được động viên cái vấn đề này rất là nhiều. Thôi chân dây anh chúc luôn. Anh chúc cho các em qua năm sau sẽ có một cái tin vui và có một bé gái tuyệt vời đến với gia đình của các em nha. Vâng, em cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Em có tay chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin chào hai anh chị. Xin mời hai anh chị vợ chồng son giới thiệu về mình. Xin chào MC Quốc Thuận, xin chào MC Thanh Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Trịnh Thị Hồng Sâm, mình 37 tuổi, mình đến từ Hà Tĩnh. Hiện tại mình đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Xin chào MC Quốc Thuận và MC Thanh Vân và quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Phạm Quang Trung, 43 tuổi, đến từ Nghệ An. Hiện nay đang công tác tại phi đội 1, Trung đoàn 97, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng Không quân. Wow, như vậy là hai anh chị quê gần nhau. Sao mà lại làm cùng một chỗ nữa anh ơi, nhân duyên quá. Nhưng mà em đang tò mò ấy, không biết là có phải hai anh chị gặp nhau khi mà mình quen nhau tại đây, tại trung đoàn này không, hay là từ ngày xưa khi hai người còn ở miền Trung? Thật ra nói về cái cơ duyên này á, thì anh thì công tác ở Sài Gòn,
Trước đây là đơn vị đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Còn mình thì cái thời điểm mà hai vợ chồng quen nhau ấy, thì thời điểm đó mình đang là sinh viên đại học. Xong rồi qua những cái người bạn chung ở quê ấy, thì hai vợ chồng quen biết nhau. Nhưng mà do là cũng khoảng cách ở xa cho nên là cũng chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Phải đến năm 2010 khi mà mình tốt nghiệp đại học và xong rồi mình vào thành phố Hồ Chí Minh qua một cái chuyến làm việc á, thì lúc đó mới bắt đầu là tấn công trực tiếp lực. Nghĩa là anh Trung anh tổng tấn công gì đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Dạ, vâng ạ. Nhưng mà 2010 là 14 năm rồi đó anh. Đó, Trung còn nhớ cái cảm giác mà cái lần đầu tiên mình gặp cô Hồng Sâm này á, ấn tượng gì về cổ nè? Nhớ không? Cao là chắc chắn là cao là ấn tượng rồi nè. Trắng này, đúng không? Xinh này. Đó. Đó. Xí xí xưa chắc là hoa khôi ở trong trường đại học. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Trước đây mới lần đầu tiên gặp thì rất là ấn tượng về vợ. Mình thì thứ nhất là rất cao ráo mà dáng thì tương đối chuẩn. Dáng thì tương đối chuẩn. Chuẩn. Tương đối à, em thấy rất chuẩn luôn á. Chuẩn. Thì từ đó vì điều kiện địa lý hơi xa cho nên là ít được gặp nhau. Thì sau này nhân cơ hội thì giống như vợ mình nói là vào Sài Gòn có chuyến du lịch công tác ở đấy thì mình tổng tấn công luôn. Bao lâu thì mới đưa đổ nàng? Nói chung là quen biết nhau thì cũng lâu rồi, cũng có vài năm rồi, nhưng mà để cái thời gian mà để mà đổ luôn hoàn toàn thì cũng phải mất vài tháng. Vài tháng. Thế thì thời gian đầu có bị yêu xa không hả anh? Hai anh chị có bị gặp khó khăn không? Là cưới luôn đó chị. Là cưới luôn đó chị. Là chốt hạ cái cưới luôn. Là hạ xong rồi luôn. À. Dạ đúng rồi. Coi như là sau khi cưa đổ xong là cưới luôn. Dạ đúng rồi. Tranh thủ đúng không? Vâng. 13 năm trước là các 14 mà, năm anh 14 dạ. năm trước. Vâng. Bây giờ là anh Trung là 43. Vâng. 14 năm trước thì lúc đó là mới 29 tuổi. Tuổi trẻ măng anh ơi. Nhưng mà cái đợt đó ổng tấn công mình đó Hồng Sâm. Dạ. Có cái câu chuyện nào mà ấn tượng kỷ niệm cho cái việc mà ổng tấn công mình đó, chia sẻ cho chương trình biết đi. Dạ, thật ra thì ông xã em ý, thì anh ấy là một người hiền lành, chăm sóc em rất là chu đáo, quan tâm. Anh ấy cũng không tán gì nhiều đâu, anh cứ đến nhà thôi. Anh ở trong Sài Gòn nhưng mà anh em họ hàng thì vẫn đang ở ngoài Nghệ An đó. Cái anh cứ về anh em họ hàng đó, anh xin nghỉ phép xong anh cứ đến nhà em mỗi ngày vậy đó. Xin nghỉ phép xong anh cứ đến nhà em mỗi ngày vậy đó. Có nghĩa là chiến dịch là ăn dầm nằm về đó. Dạ. Dạ, cũng cứ mỗi ngày vậy đó, xong rồi cho đến thời điểm cưới luôn đó. Trời, ngày nào anh cũng đến hả anh? Vâng. Vâng. Rồi anh làm gì ở đó? Đúng đó, đúng đó. Anh làm gì ở đó? Thì mình cứ đến, cứ ngồi vậy đấy. Ok. Cứ ngồi thừ ra gì đó. Rồi dạ. có ai ngó ngàng rồi nói chuyện với mình không Trung? Dạ, có anh trai em ạ. Dạ. Dạ. Mà thí dụ như á, người ta một ngày, hai ngày người ta còn có thể nói chuyện, người ta tâm sự vì lịch sự đúng không? Còn cái này là ăn dăm nằm về coi như là mấy tháng trời luôn. Rồi anh trai về có phàn nàn không? Thời điểm đó thì thật ra thì tại tuổi trẻ mà thì cũng có một hai người theo đuổi thì anh cũng bảo là xem sao chứ cứ ngồi đây đốt hết bao nhiêu là gói thuốc rồi. Suy nghĩ đi. Dạ. Dạ. Rồi mình ở trong nhà suốt vậy đó, rồi ba bữa cơm mình có ăn đủ không? Dạ thì nói chung là thời gian đầu thì cũng mời đầy đủ nhưng mà thôi ăn luôn. À, thời điểm đấy thì mình đến ăn thời gian đầu thì rất là lịch sự lễ phép. Mình mới đến thì ông bà với cả anh em bên nhà vợ thì mình tất cả mọi thứ mình cũng phải giữ lễ phép lịch sự chu đáo. À. Mà không những mà cái đấy mà kể cả sau này đi nữa lúc nào cũng lịch sự với ông bà với cả anh chị em mình. Dạ. Chứ không phải là bản thân ngay lúc đấy lịch sự không, sau này không lịch sự nữa. Đúng rồi. Mỗi khi mà Trung về đó. Dạ. Thì gia đình có tâm sự riêng với Hồng Sâm về cái người này không? Dạ thì thật ra thì bố mẹ em thì cũng thấy anh Trung cũng hiền lành như vậy đó. Thì thật ra bố mẹ cũng rất là quý anh, các anh thì cũng rất là quý. Thời gian thì cũng trôi qua cũng rất là lâu rồi, cho nên bây giờ anh hỏi có tâm sự thì em cũng không nhớ. Đúng, thật sự là không nhớ, nhưng mà nói chung là anh Trung rất được lòng gia đình của bên em ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì anh ý tỏ tình với chị như nào ạ?
Bây giờ mà nói tỏ tình thì em nhớ hơi khó, nhưng mà thôi em tua đến chỗ cầu hôn luôn đi được không ạ? Được. Em tua đến cuộc cầu hôn đi ạ. Anh ấy hẹn em ra quán. Dạ, anh ấy hẹn em ra quán, nhưng mà chắc là đơn vị gọi về công tác vội hay sao ấy, là gọi là bây giờ mà không có dứt điểm được là lại sợ lại mất thời gian, lại không được gì. Thế là anh ấy hẹn em ra quán, ngồi ăn xong anh ấy đưa cái nhẫn, nhưng mà anh chị biết là nhẫn gì không ạ? Là cái nhẫn mà như anh đang đeo này này. Dạ đây ạ, nhẫn này ạ. Dạ, nhẫn nam ạ. Anh ấy bảo là lấy anh đi, mà là đưa cái nhẫn này ạ. Mà sao anh có nhớ là ảnh đưa làm sao không? Dạ anh đeo vào tay ạ. Mà có vừa không? Dạ không vừa ạ. Nhẫn này làm sao vừa được ạ? Nhưng nhẫn mà đó ông mua dạ, để dành cho ông đeo á. Dạ không, là anh đeo từ rất là lâu rồi. Thì đó, anh đưa cái nhẫn đó, nhẫn của mình, nhẫn của mình. Anh đưa cái nhẫn đó và anh đeo vào tay em, anh bảo là cầu hôn em đó. Thì em cũng nghĩ là chắc là chỉ có anh Trung mới cầu hôn như vậy thôi. Đây cũng là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên em được nghe một câu chuyện cầu hôn mà nó đặc biệt như thế. Dạ đúng rồi ạ. Chắc là xong rồi thì cầu hôn xong thì anh cũng đơn vị gọi về công tác, thì ngày hôm sau anh cũng phải vô ạ. Thì chắc là nghĩ là thôi lần này phải quyết định thôi. Chốt. Dạ chốt, để vô ạ. Nhưng mà cái lúc mà ảnh đeo cái nhẫn vô dạ, cho Hồng Sâm á. Dạ. Rồi hỏi một câu nghĩa là không, em ơi, bây giờ mình diễn lại. Có hỏi. Diễn lại luôn anh ơi. Coi lại cái cảnh cầu hôn của anh Trung không? Đó. Bây giờ lột nhẫn ra đi, lột anh, nhẫn anh đi. Anh làm lại đi anh. Thì đúng cái thời điểm đấy hồi trước ấy. Vâng. Là mình có cái nhẫn cũng rất bình thường thôi. Thì cũng nhẫn để đeo con trai đeo kiểu thôi. Thế mình cũng vội quá, đơn vị công tác, mà thứ hai nữa là cũng bộ đội hồi đấy cũng vất vả. Dạ. Nên là cũng không kịp chuẩn bị. Vâng. Thế là thôi muốn lấy cô quá rồi. Thế anh làm thế nào? À, em ơi, đút vào tay, nhưng mà đút mới đầu là đút cái ngón này đúng. Thế là mình đút nhầm, đút ngón này. Thế xong là lại rút ra, đút vào ngón này. Nghe rùng quá, đút ra đút vô. Thế xong anh nói sao? Xong đấy bảo là em ơi, tôi lấy anh nhé. Em ơi, tôi lấy anh nhé. Còn không là anh cũng không còn cơ hội nào để cầu hôn em nữa đâu. Thế là cô im lặng. Thế mình bảo ô im lặng là tốt rồi, im lặng là vàng, là đồng ý đấy. Thế ok. Thế là ông tự ấn định cho người ta là im lặng là đồng ý luôn. Nhưng mà thật ra lúc đó là Sâm cũng đã thương anh Trung rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là anh nghĩ trong đầu là lúc đấy có gì dùng tạm luôn. Đấy, cũng phải đánh nhanh thắng nhanh. Đúng rồi. Có nghĩa là dằn cọc trước đó. Đấy chính là kinh nghiệm cho các anh sau này cầu hôn mà. Đây cũng là một cái bài học đi trước, rất là thú vị đấy ạ. Thủ sẵn chiếc nhẫn trong túi, lúc nào hứng cái móc ra liền. Cầu hôn liền. Rồi sau đó là anh Trung vào đơn vị. Còn Sâm thì lúc đó thì là... Dạ em lúc đó em vẫn đang là mới ra trường thôi anh. Gia đình anh Trung ra hỏi cưới thì xong mới đi lấy bằng rồi. Nhưng cưới, mà cái khoảng thời gian mà dạ, anh làm công tác dạ, trong đơn vị, còn Sâm thì ở ngoài như dạ, vậy á, thì hai người yêu mà không có được gần nhau như vậy dạ, thì nó có những cái khó khăn trở ngại gì không? Dạ xong là cưới luôn anh, cưới xong em vào Sài Gòn đó. Là cái thời gian nó rất là ngắn. Vậy là từ cái lúc mà đeo nhẫn ở tại quán ăn đó dạ, đến lúc cưới là nó bao nhiêu ngày? Dạ không tính ngày, nhưng mà đại khái là xong rồi gia đình anh cũng sắp xếp rồi đi ra ngoài kia đó. Rồi xong rồi cứ dồn vậy đó, rồi cưới cũng nhanh lắm. Cái thời gian mà anh ra ngoài kia cũng tiếp xúc với gia đình em nhiều. Anh thì cứ như này thôi, như này từ lúc quen em cho đến tận bây giờ ạ. Dạ vẫn cứ hiền lành ít nói như vậy đó. Dạ, dạ vâng ạ. Cuộc sống của hai vợ chồng thì cũng như các cặp đôi khác thôi, cũng sẽ có những cái giận hờn vu vơ, nhưng mà cũng về tính cách thì cũng không có gì gọi là bất đồng cả anh ạ. Trong quá trình yêu rồi quá trình cưới 14 năm rồi mà thì có rất nhiều những cái khó khăn, những cái trắc trở mà hai người phải có những kỷ niệm khó quên để mà kể ra đây chia sẻ cho mọi người chứ đúng không ạ? Dạ khó khăn thì là cái thời điểm mà Trung đoàn chuyển xuống Cần Thơ ạ. Còn em thì vẫn đang công tác ở Sài Gòn. Ạ. Dạ đúng rồi, thì cái thời điểm mà khó khăn nhất của hai vợ chồng là thời điểm đó. Dạ thì thời điểm đó thì anh ở xa, do là tính chất công việc đó là 2 đến 3 tuần mới được về một lần. Xa thì sẽ có sự giận hờn. Đúng rồi, dạ vâng. Ghen tuông không? Dạ, giận không? Dạ cũng có đó nghi chị. Nghi ngờ không? Dạ.
nghi ngờ thì cũng không, bởi vì chồng em thì ngày nào cũng gọi điện rồi quan tâm chăm sóc vợ con như vậy đó, cho nên là cũng không có ghen tuông, nhưng mà đại khái là cũng áp lực nó đến từ phía mình ấy chị. Bởi vì con gái mà ở một mình rồi đi làm rồi cũng phải nuôi con nữa, cho nên là nhiều khi cũng trách chồng như vậy đó. Xong rồi em cũng vào quân đội làm và chuyển xuống Cần Thơ. Dạ, thì hai vợ chồng được gần nhau thì lúc đó thì mọi việc diễn ra là êm lại là êm. Dạ chính xác ạ. Dạ chính xác ạ. Bây giờ bắt đầu mình vô tới cái phần nó quan trọng nhất. Thế thì từ lúc mà cưới cho đến lúc cho tới bây giờ luôn nha. Dạ. Không biết là cô gái Hồng Sâm này nè, có những cái điểm gì mà anh Trung cảm thấy chưa có hài lòng, nó chưa có được như cái ý mà mình mong đợi á? Thế bây giờ là phải kể hết ra. Kể hết anh ơi, kể hết luôn. Thấy chưa em? Cơ hội. Đây, người đàn ông này ít nói lắm đây. Đó. Mà nói cái nào là dữ dội lắm đấy. Mắt sáng rực lên anh ạ. Thực ra thì trong cuộc sống hai vợ chồng ấy có những cái mà chưa hiểu ý nhau hết. Tính của vợ thì nhiều lúc về cái thời gian ấy, ví dụ như về cho chồng đi làm hoặc đi công việc hoặc đi chơi bời hoặc đi đâu đấy chẳng hạn, thế về hơi muộn tí cái là bắt đầu có sự giận dỗi rồi trách móc. Đương nhiên rồi anh, đấy, cái này em thông cảm được. Nhưng mà cái cơn giận nó như thế nào? Thì cũng là tương đối là quyết liệt đấy. Quyết liệt. Nóng tính không anh? Cũng nóng tính. Nóng tính. Nhưng mà sau đi một khoảng thời gian, ví dụ như mình bảo thôi hôm nay vì đường xá rồi tắc đường kẹt xe, anh cũng có thể về muộn tí chẳng hạn, mình dỗ dành tí thì cũng... Nguôi. Cơn của cô ấy là nó kéo dài bao lâu? Chắc phải ngày hoặc hai ngày đấy. Trời ơi, kinh khủng nè. Nhưng mà rồi đến qua một hai ngày đấy thì chị có nóng lên không hay là vẫn im tiếp? Chắc dỗ dành. Dỗ dành thôi. Bằng phương pháp này, phương pháp kia, mình có thể là... Tặng quà. Phương pháp gì anh chia sẻ cho mọi người học kinh nghiệm từ anh tặng nào? Tặng quà. Có thể là bảo em ơi thích ăn món gì để anh đi mua, hoặc là... Tin. Tin. Chính xác anh ạ. Dạ đúng rồi, tinh tinh ạ. Đó, dạ, tinh. Cái này là vợ nào cũng thích anh ạ. Vợ nào cũng thích. Trời ơi. Em thấy tuyệt vời quá. Cái nóng tính nó cũng nhẹ thôi. Hoàn hảo đấy, người vợ hoàn hảo. Thế bây giờ người chồng này có hoàn hảo không? Dạ, chồng em thì... như những gì anh chị thấy đó, nhưng mà khi mà người ta vẫn thường hay nói là những cái người mà hiền mà ấy thế này khác thì cũng có sẽ có hơi gọi là cũng cục sẽ tính. Có cục tính. Đúng rồi. Dạ, vâng ạ. Đúng rồi. Và cái điều mà em chưa hài lòng về chồng em á là cái sự cục tính đó thì anh lại không phải dành cho em, anh lại hơi khô khan với hai con gái của em. À. Dạ vâng ạ. Bởi vì cũng có thể là do anh sinh ra và anh lớn lên ở cái môi trường quân đội. Đúng dạ rồi. Đúng rồi ạ. Cho nên anh cũng nghiêm khắc. Dạ vâng, đó. Như mình mong muốn đi là bố chơi với con, quây quần với con, nói những lời yêu thương con á thì không có. Là cũng dễ thông cảm anh ha. Tôi không thông cảm. Dạ đúng rồi ạ. Chút nữa bố Thường sẽ nói về vấn đề này. Dạ. Cái đó là với tôi đó là thật xấu đấy. Với tôi đó là thật xấu đấy. Tại tôi cũng là cha của hai đứa con và tôi cũng là cha của một đứa con gái. Chút nữa chúng ta sẽ bàn về câu chuyện đó ngắn gọn thôi. Tiếp tục tật xấu gì nữa? À, hết rồi quá anh ơi, hết rồi. Có lãng mạn không? Dạ đến Tết đến lễ mà cứ tinh tinh thì có gọi là lãng mạn không ạ? Lãng mạn quá đi chứ, đấy là lãng mạn nhất đấy. Đấy là lãng mạn nhất đấy. Dạ dạ, thế thì rất là lãng mạn ạ. Rồi ôi. Đấy là lãng mạn nhất đấy. Dạ, bởi vì là đấy là cho người phụ nữ cái quyền được mua bất cứ điều gì mà cô ấy thích. Em cũng thấy vậy luôn đúng không? Dạ đúng ạ. Đấy. Cô gái nào giống nhau thôi, anh đừng hỏi nhiều, cô gái nào giống nhau hết. Thế thì bây giờ em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ thì cũng xuất phát từ cái chia sẻ của em như lúc nãy đó, thì em cũng rất là nhiều lần nói với chồng em rồi là em chỉ mong là anh sẽ mềm mại hơn với con, tại vì con gái mà, để yêu thương. Đúng. Anh thì anh cứ nói là bây giờ trong nhà thì sẽ có một người gọi là một người sẽ khen và một người sẽ dìm lại để đúng, cho đúng. Con nó sẽ không cứ suốt ngày nghe khen thôi. Anh y chang chồng em luôn ấy. Dạ. Nếu mà như vậy thì em muốn là em là cái người mà gọi là sẽ là người ghim lại, còn anh sẽ là người yêu thương con. Đúng. À, hay. Em muốn như vậy. Đúng rồi. À, thường con gái á nó rất thích chơi với bố. Đúng. Dạ. Tuổi thơ của các con nó qua đi rất là nhanh. Đó, đến lúc bố muốn chơi với nó, bố muốn âu yếm nó, bố muốn ôm nó cũng sẽ đẩy bố ra mà thôi. Đúng rồi. Cho nên bố phải tận dụng cái thời gian được ôm con, được bế con, được buộc tóc con và thậm chí là nói những lời yêu thương với các con. Sẽ đến lúc bố sẽ nói một câu bố yêu các con quá, cháu nó sẽ nói trời bố ơi con không quen nghe từ này. Thì cái người đau lòng chính là bố. Yeah.
thì cái người đau lòng chính là bố. Cho nên là biết bố là khi mà khoác lên người chiếc áo quân nhân thì chắc chắn nó sẽ rất oai phong, nó sẽ là một niềm tự hào của các con. Nhưng với trẻ thơ, nó chỉ thích bố là bố. Bố là cái người mà nó luôn luôn muốn được quấn quýt, được âu yếm và được chơi với bố. Đơn giản thôi. Xin cảm ơn anh Trung. Cảm ơn Hồng chị. Sâm. Vâng. Chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn nhận được nhiều những yêu thương từ các đồng đội, đơn vị, và đặc biệt là luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhau thật nhiều để cùng chăm sóc các con cho thật tốt. Xin cảm ơn. Ôi. Xinh quá. Xin chào hai vợ chồng. Có ai nói là hai vợ chồng em gương mặt giống nhau không? Dạ, trước hết thì em chào anh Thuận, chào chị Vân. Em thấy là cũng khá nhiều người là nói hai vợ chồng em có gương mặt giống nhau. Ồ, như vậy là anh nói giống nhiều người đúng dạ, không? Đúng rồi. Chứ không phải một mình anh nhận xét dạ, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ trước hết thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Em xin tự giới thiệu về em. Em là Lê Thị Thu Uyên. Năm nay là em 25 tuổi, hiện đang công tác tại Ngân hàng Quân đội MB ạ. Mời chú gọi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Chào quý thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí trong trường quay. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Vũ Văn Hùng, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 ạ. Nhân duyên vì sao mà hai người lại gặp được nhau? Em và anh Hùng đều từng học tập tại thành phố Nha Trang biển ạ. Anh Hùng là học ở trường Sĩ quan Thông tin. Và hồi đó thì em học ở trường Đại học Nha Trang ạ. Thì trong một cái dịp là bên trong trường Sĩ quan Thông tin có tổ chức văn nghệ ạ. Thì em có vào giao lưu văn nghệ, tập văn nghệ ở trong đó. Thì hai vợ chồng cũng có cơ duyên gặp nhau. Ngày trước khi mà chúng em đi tập văn nghệ đó, thì lúc đó mà cái avatar của em nó không nhào như bây giờ, 6 múi đồ đó. Là cũng nhiều bạn gái lắm. Thế là cô này cô vào gặp em lúc nào đấy em cũng không nhớ. Chỉ nhớ là có một cái buổi tối hôm đó, em nhớ là tối thứ bảy, cô này cô mặc nguyên một đồ cây đen tông sạch tông từ trên xuống dưới, nhìn là mặt cũng xinh xắn. Đó là tướng tá rồi, cũng ngon lành cành đào ha. Là em chạy lại em giật tóc. Em giật tóc, em trêu bà. Một hồi xong rồi tới kết thúc chương trình văn nghệ là em xin số điện thoại, rồi từ đó mới liên lạc với nhau. Thế mà em thì sao? Lần đầu tiên em nhìn thấy Hùng thì em có một cái ấn tượng gì về anh bộ đội tên Hùng này không? Đối với em thì lúc đó em vào thì em chỉ có để ý thấy có cái anh này, anh rất là nhây. Anh nhây với những cô gái khác còn không có nhây với em. Ủa tại sao lại không nhây với cô gái này? Tại vì là đối tượng nào mà mình để ý anh thì mình phải nghiêm túc. Ngắm đưa vào tầm ngắm. Mà. Có đúng một lần đó thôi. Là giật tóc là nghiêm túc dữ chưa anh? Rồi mình thực hiện cái việc mà mình theo đuổi cô ấy như thế nào ạ? Tính ra là nó cũng không phải lâu lắm đâu, tại vì thời đó là em mồm mép tép nhảy lắm. Em xin số điện thoại của cô này thì lúc đầu là cô không cho đâu, nói là em chỉ đọc một lần thôi, anh nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi nha. Đọc một lần em nhớ liền, em là ngành thông tin mà. Nhưng mà về lại có một cái như thế này, cô này cô sinh năm 98, đuôi số điện thoại của cô lại là 97, 198, 197 đấy, em về hội hoài không được. Tới lần sau lên Diên Lâm ở trên đó em xin lại một lần nữa mới được. Hay là về em cưa cẩm rồi gọi, có khi gọi tới 2-3 tiếng đồng hồ một buổi tối anh. Xong này dần ra rồi tới một cái buổi tối, ngày hôm đó là tụi em tổ chức liên hoan chào học viên tốt nghiệp ra trường. Thì cô này cô em cũng tới. Sau mà khi liên hoan xong rồi đó, tụi em cũng được phép uống mỗi người 1-2 lon bia. Là cũng ngà ngà rồi là em nán lại rủ cô này ra phía sau cánh gà. Đó là lúc đó là có chút men trong người rồi đó. Trời ơi mà dạ lắm chị. Cái tối hôm đó, cái đêm giao lưu tối hôm ăn ăn cơm chung với nhau á, thì cũng có mấy anh khác cũng tới, cũng mời em rồi gấp đồ ăn cho em các thứ, nhưng mà chưa có tỏ tình, chưa có gì hết mà mấy chú né ra, vợ anh mấy chú né ra. Ôi. Đó là dậy trước rồi đó. Đó các bạn nhớ nha, đây là một cái chiêu bài mà mình phải sử dụng ngay. Cái khẳng định luôn. Đó, khẳng định chủ quyền. Ủa có phải là chị tò mò xíu là cái hôm đó là sau cánh gà là có nụ hôn đầu tiên không? Là chính xác, hôm đó là có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Mà vì nụ hôn đó mà em bị phạt đấy. Tan tiệc rồi là anh em đều phải đi về để điểm quân số thực hiện chế độ cả. Là còn mình em mà nán lại là gọi là dạy gái đó, là ngồi lại với cô này là tới 9:55 tối. Là em nhớ kỹ tới chi tiết mà 9:55 luôn. Ngày mười mấy, ngày 16. Ngày 16 tháng 8 năm 2017. Trời ơi. Trời thế mà cũng nhớ được. Là bây giờ là 6 năm rồi mà nhớ gì luôn. Yeah.
Thật ra là cũng không phải em nhớ đâu. Cái này là vợ em nhớ, cũng bà này mà gọi điện cho em kêu anh còn nhớ cái ngày đó là mấy giờ là không nhớ tới từng phút đâu anh. Em kêu em không nhớ, em đoán là 8:30, đoán 8:35, đoán 8:40, em đoán hoài không trúng. Kêu tôi cho anh 10 phút, cúp máy cái rẹt cái đó. Trời ơi. Nghe hứa không? Là có nghĩa là sau 10 phút gọi lại là đáp án chính xác hả? Đáp án không chính xác, đúng rồi, đáp án chính xác. Sau bao nhiêu lâu thì từ nụ hôn đó dẫn đến đám cưới của hai người? Chính xác là 5 năm chị ạ. Tụi em yêu xa 5 năm. Yêu xa? Dạ yêu xa. Em thì công tác ở Tây Ninh, còn vợ thì vẫn học ở Nha Trang. Đáng nể ghê ạ. Vậy trong 5 năm trời đó chắc chắn là sẽ có những cái giận hờn, những cái gọi là hiểu lầm nhau. Ừ. Có chia tay chia chân gì không? Đó, như cơm bữa luôn này. Cái lần mà chia tay mà lâu nhất á thì là khoảng 1 tháng ạ. Là thời điểm đó em vừa mới ra trường và em bắt đầu đi làm. Em nghĩ là lý do thì cũng chỉ vì là hai đứa ở xa nhau, rồi em vừa mới từ một môi trường trường học mà đi ra đi làm thì cũng có áp lực riêng của mình. Rồi ảnh cũng có áp lực trong đơn vị. Rồi hai đứa không thông cảm, chia sẻ, nói chuyện được với nhau á. Rồi sau đó thì chia tay. Lý do gì mà khiến cho hai đứa hay chia tay? Có ghen không? Đó là cái lý do mà cao nhất rồi. Rồi tôi bắt đúng ý luôn. Bắt tài luôn. Cái đợt đó là vợ em cũng mới ra trường, nhưng mà đi tập văn nghệ cho công ty đó. Những cái giờ rất là trái ngang, 9:30 tối bắt đầu mới tập. Ôi, em mới nói, ủa tập bây giờ thì bao giờ mới về? Em không đồng ý, em không cho đi. Nhưng mà dứt khoát đi bằng được, là cãi nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai là em đi tập ở đó 12 giờ đêm em gọi không được. Là không biết đang làm gì, đang ở đâu mà tính em nó ghen mà. Nên là em rất là khó chịu. Thử nhầm luôn đấy không? Là xong rồi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty của cô này thì biết là có một anh còn đang theo đuổi cô này nữa. Nhưng mà đang chia tay. Thế là đụng một cái là chia tay luôn. Xong một tháng rồi không liên lạc, không nói chuyện gì hết với nhau luôn. Là Hùng là người chủ động đòi chia tay? Dạ em luôn luôn là người chủ động đòi chia tay. Dần. Cái tính em hồi đó bắt nháo lắm, không biết tại sao. Đàn ông dễ sợ luôn á. Đàn ông dễ sợ luôn. Có nhiều suy nghĩ trong đó anh. Thứ nhất là một là cô ấy ở xa, rồi sau này cưới thì phải theo mình vào đây á. Nên là em cũng không dám tự tin là lo được cho cô. Sau bao nhiêu lâu thì em cầu hôn cô gái này? Sau khoảng hơn 4 năm thì em cầu hôn. Hơn 4 năm yêu nhau. Dạ em cầu hôn 1 năm sau thì em cưới. Có phải là do coi như là ghen mệt ghen quá cho nên thôi cưới đúng không? Dạ thôi cưới luôn. Cưới luôn. Ghen mệt quá là biết. Cái thời điểm đó là cô này có tốt nghiệp ra trường. Em cũng xác định là thôi yêu quá rồi, giờ không biết làm nào. Cầu hôn rồi kéo bà vô đây dụ vào trong này. Hay quá. Dạ. Mà cầu hôn là có bơi ra tận Nha Trang để cầu hôn không? Dạ đương nhiên anh, em set up chương trình rồi nhờ bạn nhờ bè rồi bóng bay rồi thuê chỗ rồi làm hết anh. Ôi. Dạ. Có phải là do là lý do là có nghĩa là cô này coi như là ở ngoài kia có quá nhiều người theo đuổi, đuôi theo đuổi cho nên là phải ra coi như cho bằng được, phải cầu hôn và phải chiếm được cô ấy cho bằng được đúng không? Dạ cũng một phần như vậy đó anh. Mà em quản lý vợ em chặt lắm nên là tới năm thứ tư là gần như là không còn đối tượng nào theo nữa rồi. Ghê. Sao nó kể chi tiết cái vụ cầu hôn ấy? À cái vụ cầu hôn đó là em đăng ký đi tranh thủ. Về thì cô này cô cũng biết em về, nhưng mà em giấu không có nói là về cầu hôn gì hết cả. Em mới nhờ mấy bạn với mấy ông anh và mấy ông bạn của em ngoài Nha Trang đó. Là bây giờ tình hình là như thế. Rồi đi mua nhẫn cầu hôn. Anh em đi mua nhẫn cầu hôn rồi thuê cái chỗ đó là cái quán cà phê ở trên tầng 2 đó. Em thuê nguyên cái tầng đó luôn. Đó là trong lúc mà em đang gọi là đi đánh lạc hướng cô này nè. Là anh em ở đó là chuẩn bị bóng bay rồi các hình trái tim, trang trí pháo bông rồi đó. Em còn chuẩn bị tới mức là có em thì mặc bộ đồ dầm di, đồ quân đội. Là có một bạn của em nữa mặc đồ phòng không quân, một bạn mặc đồ hải quân và một bạn mặc đồ lục quân. Là bốn chiếc quân đứng nhìn em cầu hôn. Trái qua là có quay clip lại nữa. Là dắt cô này tới thì cô này khả năng là cũng bạn của cô này là tình báo này, khả năng biết trước. Nên là tới lúc đó không bất ngờ lắm nhưng vẫn khóc. Sao anh khóc? Em xúc động quá. Nói chung là bất ngờ thì cũng có, nhưng mà tức là bất ngờ cái kiểu là mình đang không biết là người ta sẽ cầu hôn mình như thế nào thôi. Tại vì bình thường ảnh nhây lắm. Tự nhiên cái hôm cầu hôn tự nhiên thấy người yêu mình rất là nghiêm túc. Nghiêm túc mà ảnh cũng nói một cái giọng rất là xúc động nữa. Là mình cũng rất xúc động theo. Nói sao mà xúc động? Trước cái câu em đồng ý làm vợ anh nhé, em còn rất là nhớ cái câu đó là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Mã gen? Trời ơi, sao em lại dùng cái từ mã gen? Thì nó cũng đại khái là em chấp nhận về nhà rồi sinh con cho anh vậy đó. Hay quá. Dạ. Nhiều khi chương trình này lên, cái câu này không chỉ có trend luôn đó nha. Tài hồ đó. Rồi bây giờ đã có mã gen chưa? Dạ, chưa. Cũng nhiều lần em cũng gọi là gạ gẫm. Nhưng mà giơ cái tay lên này. Không chịu là không chịu.
Tại vì là ba mẹ em với ba mẹ vợ thì cách đây 3.8 vạn cây thì xa lắm. Bố mẹ em thì ở Quảng Bình, còn bố mẹ vợ thì ở Đắk Lắk. Bây giờ thì hai vợ chồng đi làm, em thì như anh biết là 24/7. Còn cô ấy thì từ lúc gà gáy tới lúc mà gà đi vào chuồng cũng chưa về nữa. Nên là nếu mà sinh đứa con ra là không có người chăm. Nên là mới nói là phải có người chăm thì mới đẻ, không chịu. Như vậy là hai vợ chồng ở với nhau được bao nhiêu lâu từ lúc kết hôn đến giờ? Là tụi em ở được 1 năm 4 tháng rồi ạ. 1 năm 4 tháng. Thôi cũng còn son, mới mà. Còn son lắm. Thôi cố gắng sắp xếp. Quan trọng là cái chỗ ở của các em. Và quan trọng là cái cuộc sống của các em nó phải gần nhau. Đúng rồi. Để mà san sẻ với nhau. Và nhất là cái việc mà chuẩn bị có thêm một thành viên mới thì cái việc mà rất cần thiết nữa là cái việc mà chúng ta sắp xếp thời gian để chăm lo cho đứa nhỏ. Dạ. Yeah. À, em cảm ơn anh. Thôi tới cái phần kia đi nè. À, ok. Bây giờ đến cái phần vui lắm nè. Cái phần mà ăn khách nhất của vợ chồng Son đó là sau khi 1 năm 4 tháng về ở chung nhà với nhau. Dạ. Các bạn có phát hiện những cái tật xấu của người bạn đời của mình nó là những cái gì không nào? Vừa là tật xấu và nó vừa là cái sở thích mà em hay sử dụng từ là rất thiếu tích xây dựng của vợ em. Là người ta thì thích nằm dựa lên vai chồng, thích ôm chồng, rồi thích đủ thứ hết, nhưng không, vợ em thích sờ nách chồng. Thích sờ nách. Đó là em đang nằm, hai vợ chồng đang ôm nhau rồi nè, tự nhiên cái đưa tay vô, em nhột mà em giật mình, em mới đẩy ra nhột. Cái lần thứ hai lại đưa vô, em mới kêu nhột. Lần thứ ba là em quát lên nhột, xong bĩu môi lên chồng quát em. Rồi có giật một vài cộng nào không? Có gì luôn này. To đúng không? Tại quá giật mình nó giật vài cộng luôn. Cái vụ sờ là đáng yêu. Ừ, nhưng mà như cái vụ giật giật là đau nha. Ờ đau. Nghe thấy thốn hết cả người luôn ấy. Bây giờ còn không? Bây giờ vẫn còn ấy. Nhưng mà lâu lâu là em cũng làm quen rồi nên em phải có cái cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân. Ồ. Sờ em là em sờ lại, là không dám nữa. Rồi tiếp tục nữa. Hơi nhõng nhẽo thôi. Nhõng nhẽo. Không phải là tật xấu, cái đó là cái nhu cầu của đàn ông mà em cũng thích cái đó nữa. Rất nhõng nhẽo. Ví dụ như là em đang nằm trên giường này, vợ nằm đây, em nằm đây. Cái công tắc thì nó nằm ở đó. Nhưng mà dứt khoát là không chịu tắt đèn. Kêu chồng ơi tắt đèn đi. Bảo nó sát bên em nó tắt đi. Không, không chịu. Chồng tắt đi là nhõng nhẽo cho bằng được. Là em phải lồm cồm em bò dậy, em thò tay qua nó tắt đèn xong em bò lại về đây. Vậy thì không phải nhõng nhẽo mà là lười. Lười đúng rồi. Lười và đùng đẩy công việc. Lừa. Có bừa bộn, có hay quan đồ lung tung không? Không hề chị. À không hề. Nói bây đi. Giờ mà ekip chương trình mình về mà quay cái phòng của em ở nhà là đúng nó giống cái chuồng gà ấy. Là trước khi đi là áo dài này rồi là quần dép guốc thì là quăng tá lả trong phòng hết. Như vậy là bừa bộn. Dạ rất bừa bộn. Và ai là người thu dọn? Đương nhiên là em rồi. Đương nhiên là em rồi. Wow. Đó. Ừ, em nghĩ là cái chuyện này cũng đáng thông cảm thôi, phụ nữ ai cũng thế anh ạ. Ôi cô binh vực phụ nữ phái cô. Nhưng mà em hỏi anh em, về đàn ông là gọn gàng lý trí đúng không, nhưng phụ nữ sẽ là một mối bọc bông, người ta luôn tả phụ nữ như thế. Ôi cô nói gì cô nói đi. Nhưng mà chị rất thông cảm với em. Nhưng mà đó là bừa bộn đó. Không. Là bừa bộn đó là... phải công nhận là đó bừa bộn. Nhưng mà Hùng mong muốn vợ yêu của mình nếu như có được một cái sự thay đổi thì đó là điều gì ạ? Về cơ bản thì em cũng không cần vợ em thay đổi gì quá nhiều. Như cái khuyết điểm vừa nãy em nói, cái tật xấu đó thì ngăn nắp lại một chút để chồng đỡ mệt là được rồi. Rồi thế anh Hùng của em thì có tật xấu nào không? Vô vàn tật xấu. Vô vàn luôn. Vô vàn tật xấu. Mình kể một vài cái tật xấu mà điển hình đi. Có một cái còn nữa. Ghen không? Còn thì chắc như là còn rồi anh. Người ta bảo còn yêu thì mới còn ghen. Nhưng mà bây giờ cái sự ghen của anh nó có sự kiểm soát hơn. Nó có lý trí hơn. Hơi chi hơn. Dạ rồi. Đúng rồi. Không biết rằng là anh bộ đội này có lãng mạn không? Lãng mạn part time hả ta? Part time. Part time nó không có full time. Lúc chị có lúc không. Dạ đúng rồi. Ảnh cũng là một người tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cũng biết chơi guitar, cũng đàn hát, cũng sáng tác nhạc, không biết cho biết bao nhiêu cô gái người yêu cũ. Wow. Còn trừ vợ ra thôi. Oh, no. Thì cũng chưa bao giờ được một lần chồng bảo chồng sáng tác bài này cho em rồi ghi âm lại, quay video lại gì đó. Em thấy chắc là lần lãng mạn nhất là cái lần cầu hôn, đó là chắc là cũng phải nhiều người tác động lắm mới được lãng mạn được như vậy á. Mà sao em biết là bạn ấy sáng tác nhạc cho các cô người yêu cũ? Có trên YouTube luôn đó chị Vân. Ngày trước là em còn tâm hồn bay bổng, còn viết nhạc sáng tác. Nhưng mà nói sáng tác cho hẳn những người yêu cũ thì không đúng. Tại vì em chỉ viết cái bài đó ra trong khoảng cảm xúc bây giờ thì tự nhiên có cái cô đó đang trong khoảng gian yêu em. Thì em hát cho cô đó nghe thì kêu là tặng thế thôi, chứ không phải là mục đích là để viết cho cái cô đó hay không. Thế viết cho tình yêu thôi chứ không phải viết cho người yêu. Nhưng mà này anh hỏi nè, ở trong cơ quan á thì ảnh chắc chắn phải là mỗi người phải cứng rắn rồi. Thì về nhà
có áp dụng coi như cái sự cứng rắn đó, sự coi như là chỉnh chu đó với vợ hay không? Chồng em mà sau khi mở cánh cửa nhà ra là trở thành một con người khác á anh. Con người như thế nào? Cũng nhõng nhẽo, nũng nịu, mè nheo. Hai vợ chồng này chứ giống nhau anh? Nhõng nhẽo. Chồng cũng bảo vợ nhõng nhẽo, bây giờ vợ cũng bảo chồng nhõng nhẽo luôn. Nhõng nhẽo như nào nào? Nhõng nhẽo kiểu vợ ơi chồng đói, vợ ơi chồng đói, làm gì giờ làm sao cho no giờ. Kiểu như là vợ ơi chồng đau tay quá trời, vợ ơi chồng đau chân quá. Cái bản chất là một chút nhõng nhẽo, một chút pha trò hề, đó là bản chất con người em. Nhưng mà do cái đặc thù công việc ở trong đơn vị là bắt buộc em phải nghiêm chỉnh, bắt buộc phải như vậy thì mới có thể quản lý và duy trì và huấn luyện được. Là khi về đó là em cứ bung mình ra thôi. Đúng. Là để cho vợ cảm nhận con người thật của em là như thế. Nhưng mà chị nghĩ là đấy là những cái mà làm cho hai người yêu nhau hơn đấy. Dạ. Đúng không? Cái khoảnh khắc mình thấy là mình rất là cần đến người kia. Và dạ, người kia cũng như vậy với mình. Vâng. Nó là cái cảm giác rất tuyệt vời anh ạ. Thế là mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thấy thì hiện tại như chồng em thì chồng em khá là một con người khá là nóng tính. Thì em muốn là chồng em trong những lúc nóng giận, trong những cơn giận đó thì hãy cố gắng tĩnh tâm, bình tĩnh lại một chút. Có gì thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Còn không thì mình hãy giữ lại. Bao giờ mình bình tĩnh thì mình hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể không phải chia sẻ hết 100% tại vì công việc trong đặc thù công việc của anh là như vậy. Em không thể giúp gì cho chồng em được, nhưng mà em cũng có thể an ủi, động viên và hay quá, nâng cái mood của chồng em lên. Hay quá. Đó, Hùng đã nghe thì rõ mong muốn của vợ chưa? Rất giản dị thôi. Anh chỉ mong là hai vợ chồng mau sớm tìm được một cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta chào đón một thành viên mới xuất hiện trong gia đình mình. Cảm ơn anh Thuận. Xin chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn coi như là yêu thương nhau như thế này nha. Hai bạn rất tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn. Xin chào hai vợ chồng. Trước hết thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Văn. Em tên Trương Hoàng Quân, đến từ Quảng Nam. Em hiện đang công tác ở tiểu đoàn 14, sư đoàn 5. Xin mời em. Chào anh Quốc Thuận, chị chào chị Thanh Văn. Em là Phạm Thị Na, năm nay em 31 tuổi. Em làm kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Quê ở Nghệ An, em vô đây lập nghiệp trong này. Em vào đây cũng 10 năm rồi anh. Bạn này ở đây 10 năm rồi, thế còn chú rể thì sao? Em vào đây 12 năm ạ. Quay ngược thời gian mình kể lại cái chuyện tua. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Hồi đó là mới dùng Zalo anh. Anh quên anh quét bạn bè gần đây xong anh nhắn tin làm quen. Lúc đó chưa có gia đình mà đi làm về rảnh nên là cũng có thời gian nói chuyện này kia. Thì nói chuyện qua lại vậy đó. Lúc đó anh mới chia tay người yêu. Rồi anh cũng tâm sự. Rồi em cũng tâm sự lại với anh vậy đó. Thì dần dần nói chuyện rồi quen nhau luôn. Và hồi đó thì em cũng rất thính quanh quanh đơn vị. Em cứ ưu tiên cái cự ly trước. Cự ly? Ai mà gần gần với lại hình mà hình xinh, đại diện mà xinh tí thì em ưu tiên trước ạ. Mà lúc đó mình quét xong rồi có nhiều người vô coi như là trả lời mình không? Có rất nhiều trả lời và duy trì mối quan hệ, có thể là một tuần, hai tuần. Nhưng mà vợ em là duy trì lâu nhất. Vậy là đây là chiến binh mạnh nhất, còn trụ lại chịu thức khuya nhất. Lúc đó là ảnh để cái avatar là mặc đồ bộ đội hay là mặc đồ bình thường? Không, avatar là cái hình bình thường nhưng mà trong Zalo là có hình bộ đội. Hồi đó anh gầy ốm mà xấu lắm anh ạ. Xấu lắm. Dạ, em không thích, em không có ấn tượng với bộ đội luôn á. Tại vì nhà bộ đội nhiều lắm. Thấy anh trai cũng bộ đội, rồi chú này kia cũng bộ đội. Mà thấy vợ bộ đội cực lắm. Ở nhà một mình không à. Rồi con cái cũng một mình, ốm đau gì cũng mình hết à. Dạ, em sợ bộ đội lắm. Em đâu tiến lấy bộ đội đâu. Rồi né hoài rồi trúng luôn. Vậy hai người nói chuyện với nhau trên mạng là chính đúng không? Thế sau bao lâu thì hai người gặp được nhau ngoài đời? Em nhớ chắc khoảng vài tháng ấy. Lúc đó trong đơn vị tổ chức những trò chơi dân gian cho bộ đội ấy, ngày 22/12 vậy. Trước đơn vị thì cũng tình cờ thôi. Vợ lúc đó cũng ở đơn vị kết nghĩa. Gặp cổ ở ngoài á, Quân ấn tượng cái điều gì nhất ở cô này? Ấn tượng nhất thì một là lần môi đỏ. Môi đỏ. Thứ hai là mặc áo màu đỏ. Trời ơi, sao giống hôm nay vậy ta? Sao y rắc còi vậy? Công nhận. Bữa nay có đánh son không? Dạ có. Ồ, có mang đôi hài đỏ không? Em ấn tượng gì ở anh bộ đội này khi mà lần đầu tiên mình gặp anh ở ngoài đời? Dạ thì lúc nói chuyện em thấy anh thật tình rồi hiền. Rồi lúc gặp thì thấy cũng vậy.
nói chuyện cũng vui vui vậy đó. Rồi cũng có cầm tiền dành dành rồi nói chuyện nữa rồi mới yêu nhau. Chưa từ có từ mới thấm mới nhừ được. Bao nhiêu lâu thì nhừ nè? Quan 24 thì nhừ khoảng hơn 3 năm. Nhừ hơn 3 năm là... Nhừ như vậy rất là thấm rồi đây. Sau bao nhiêu năm mới kết hôn? 3 năm. Anh rất muốn biết là kể từ cái lúc mà hai người gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời đó, thì đến bao lâu bạn ấy mới tỏ tình, mới chính thức được nhận là bạn trai của cô ấy? Thì lúc mà quen nhau thì vẫn nhắn tin và cũng hay ra chơi. Nhưng mà hôm đó thì em hồi trước em hay có một ít thuốc bồi ấy, em mới xếp cái hình trái tim có cái mũi tên ở trong ấy. Rồi lúc đó em đốt đốt thì ánh lửa cứ chạy theo vòng trái tim và em quay cái đó lại, em gửi qua Zalo cho vợ em này, em mới tỏ tình và nói trên mạng thôi. Nói gì? Không hỏi hơn em thích anh không, bây giờ có chịu làm vợ anh không, cầu hôn luôn trên mạng luôn. Nhưng mà chứ khi... gì đã hỏi làm vợ anh không rồi. Khi mà em nhận được clip đó thì cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó thì quen được một thời gian rồi thì em thấy anh cũng tính tình cũng được, rồi cũng biết quan tâm lo lắng thì cứ nhận lời đi rồi mình tìm hiểu tiếp. Hai đứa coi như là chính thức là người yêu với nhau rồi đó. Còn không biết anh Quân nè, anh có dẫn em đi đâu, anh tặng cho em nụ hôn không? Đó. Cái này thì cũng phải có chứ. Có. Thì lúc mà mình thăm dò được rồi á thì lúc đó mình mới nhờ là đưa đồ tới cho anh. Thì ở ngoài mà em ở trong đơn vị mà đưa đồ đến cổng, thì ngay vị trí cổng thì có một cái cây buổi tối là hay tối. Thế thì em ra em lấy đồ xong đứng nói chuyện tí, thế là em đè em hôn cái em vào đó. Cái cây đó còn sống không? Còn, bây giờ vẫn còn ngay cổng luôn. Không ai thấy, chỉ có cây là thấy rồi em à. Là yêu trong sáng mà hôn trong tối đấy. Vậy là hai người là chính thức yêu nhau là từ sau nụ hôn đó. Đúng rồi. Em thì ở Quảng Nam. Đúng rồi. Còn em thì ở Nghệ An. Thật ra Quảng Nam với Nghệ An thì nó có xa lắm không em? Về khoảng cách địa lý. Khoảng cách địa lý thì cách nhau chừng 500 cây á. 500 cây là quá xa đó. Đó. Cái khoảng cách địa lý đó nó có phải là rào cản, nó phải là sự cản trở cho cái việc mà hai đứa coi như là dẫn đến hôn nhân không? Có, cũng một phần là do gia đình. Em có nói với ba mẹ là em quen cái anh ở Quảng Nam đi bộ đội ở trong này. Mẹ em có nói là giờ con đi làm xa rồi, thì nếu mà có ai ở gần hơn á, ví dụ như cùng quê thì mình quen cũng được, đỡ cực hơn về một lần được hai quê luôn. Có một lần chia tay là cũng vì lý do là xa quá. Lúc đó Quân như thế nào? Lúc đó thì cũng có buồn chứ, kể cả bọn em vậy. Khi mà về mà nói chuyện với gia đình thì cũng có mấy anh chị, cũng có người cũng bằng vô bằng ra. Nhưng mà có ông anh lớn thì ông bảo là ông nói nhà ơi, thằng Quân nó lấy vợ thì nó lấy vợ cho nó chứ phải lấy vợ cho mình đâu mà cứ bàn ra. Đúng rồi. Thế là mình mạnh dạn mình tiến về Bắc thôi. Ngoài cái chuyện gia đình ra, hai người vẫn vượt qua được để đến với nhau, thì giữa hai người có cái vấn đề gì mà làm cho hai người bị xa cách nhau hơn về mặt tâm lý không? Tự ghen tuông, hờn giận, hiểu lầm gì không? Cũng có kỷ niệm sau á, là Tết thì lúc nó đang mang thai đứa thứ nhất ấy, thời gian mà về Tết nó rất là ngắn, có được hơn tuần, nên em đưa ra Nghệ An, sau đó em về trong này để vợ ngoài đó Tết vừa ở nhà với bố mẹ lâu mà thì nó vẫn vui hơn. Trong lúc nghỉ Tết ấy thì em cũng có nhắn tin với người bạn đồng hương Quảng Nam làm trong Tây Ninh này thôi. Bạn là con gái đúng không? Đúng rồi đó. Có nhắn tin qua lại nhưng mà nó còn không có gì lớn, nhưng mà vợ là dặn rồi bắt máy bay vào Tây Ninh luôn. Không có lửa sao có khói. Nếu mà nhắn cho một bạn là con gái bình thường thì không thể nào mà vợ giận dữ gì đâu. Em cũng ít khi em vô tin nhắn của chồng lắm. Bữa đó Facebook, em vô Facebook của chồng xong em nhấp vô tin nhắn, cái em thấy hai người đang nói chuyện luôn, mà em biết là chồng có quen chị đó trước rồi. Em còn hộ, bởi người đó thật sự là không phải là người yêu cũ hay gì hết. Người ta đồng hương thì vào, mình có sự đồng cảm nên quá trình nói chuyện thì có thể nó là hơi mùi mặn tí. Ôi trời ơi, vậy em thấy kỳ kỳ nè. Anh cũng thấy nó kỳ đó. Không được nha, mà lúc đó đang có bầu đúng không? Dạ, lúc đó tâm lý yếu lắm. Đúng. Lúc đó có chị bầu mình nhạy cảm lắm nên là giận hờn liền. Thế là không có đúng chịu rồi. Được. Dạ. Đó là ra Tết rồi, lúc đó là mùng mấy, mùng 4, mùng 5. Em ở nhà em sợ ba mẹ biết á, ba mẹ buồn. Cái em đi vô Tây Ninh luôn. Trời, đi một mình luôn sớm. Dạ, lúc đó chồng đang ở quê Quảng Nam. Cái lúc đó vô Tây Ninh cũng một mình luôn. Cái tuổi thân chứ, con gái mà, không có chồng bên cạnh nữa. Em khóc từ Nghệ An vô tới Tây Ninh luôn. Trời, bây giờ kể còn thấy muốn khóc còn rưng rưng này. Cho nên là bớt bạn đồng cảm lại, bớt đồng cảm nhá. Rồi sao? Gọi liên tục, anh gọi liên tục luôn mà.
em không nghe máy. Xong cái mẹ anh gọi, mẹ anh gọi thì em nghe. Em nói má là con không có sao đâu. Dự định của anh là về quê lâu hơn mấy ngày nữa, nhưng mà anh vô sớm. Anh vô sau đó mấy ngày, cách một ngày hai ngày gì là anh đi vô rồi. Nên là thì có chồng vô mà nói chuyện rồi hai người cũng nói chuyện rồi mới huề ra. Nhưng mà lúc đấy mới hiểu là thực ra cũng không có gì, đúng không? Nhưng mà Quân có linh cảm là vợ mình là bỏ vào trong trong đây không? Em biết chứ. Biết đúng không? Em biết, lúc đó em rất là lo lúc mà sức khỏe là yếu rồi em sợ nghĩ bậy nữa. Em nhảy vô Tây Ninh liền. Vô trong đây rồi có nhớ là mình hành động như thế nào để mà cho người đẹp tha thứ không? Bản thân em thì em đối mặt bình thường, em đó mà em giải thích rõ ràng mà. Đâu có gì đâu cần thiết là em mời người ta tới nói chuyện bình thường. Trời ơi. Tức là chưa có một chuyện gì hết. Chưa, không có một cái gì hết. Suy nghĩ quá lên. Thôi chúc mừng. Còn bây giờ đứa nhỏ là mấy tuổi rồi? Em mới sinh bé nhỏ bữa nay gần được 11 tháng rồi. Dạ, bé đầu, bé gái, bé sau, bé trai. Trời ơi, 10 điểm. Xuất sắc. Em đẻ 2020 là lúc đó là dịch. Rồi chồng thì lúc đó là đi tăng cường xuống thành phố. Ba đi lúc chưa biết nói. Mà anh đi tới 6 tháng. Về là bé lớn là biết gọi ba luôn á. Đi 6 tháng mà về tới nhà là em bé chạy ra ôm ba luôn, không lạ gì luôn. Không lạ. Đáng yêu thế. Dạ. Nhớ ba. Mình tưởng về lạ nhưng nó không lạ. Lúc mà em đang đi ở dưới Sài Gòn thì vợ quay một video clip là bồng con mà nó ra ngay cửa sổ. Nó gọi ba về. Nó nói là ba ơi, em chỉ nói là thôi. Thì lúc đó thật là xúc động, ướt nước mắt. Lúc đó em mới đăng cái hình, cái ảnh, cái video lên Facebook mà đúng là ướt nước mắt. Xúc động. Anh ghen còn xúc động nữa nè. Tại vì mình hình dung được cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn đúng là khó khăn với vợ chồng em luôn. Tại vì em làm bệnh viện thì đâu có được nghỉ đâu. Mà chồng cũng đi nữa nên là con không ai trông hết à. Cũng là những cái năm tháng khó quên anh ha. Thật ra giai đoạn đó chúng ta nhắc tới để là mình chỉ nhớ lại những cái khoảnh khắc đẹp mà thôi. Dạ. Chứ thật ra đó là giai đoạn không ai muốn nhắc tới cả. Đúng. Cũng không bao giờ muốn nhớ tới. Và bây giờ nếu muốn nhớ thì phải nhớ đến cái khoảnh khắc này. Là sau khi các bạn lấy nhau về rồi, có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra, có nhớ không? Đó. Cho vợ nói trước đi nào. Tật xấu của anh thì thả bom là bất cứ lúc nào cũng của anh đang ngồi ăn vậy đó mà thả to luôn. Cái em nói trời anh vô duyên quá, đang ăn cơm mà cái nói chỉ đi ra ngoài kìm nén rồi về nhà cho người ta bung xả đi vậy đó. Nhiều lúc đang ngồi vậy đó muốn ấy là nhách cái mông lên vậy. Nhắc cái mông lên cho anh thoải mái nữa. Cái giờ con học theo luôn. Trời đất ơi. Trời ơi. Nó lây qua cái thế hệ 2 luôn hả? Dạ. Chàng xấu hổ lắm, che mặt nãy giờ anh. Coi như là nín không được đó hả? Cười ra nước mắt luôn kìa. Đó. Còn gì nữa không nè? Hay cầm điện thoại đọc báo. Đọc báo lên Facebook rồi. Việc nhà thì em kêu gì thì mới làm đó thôi. Không chủ động làm. Dạ. Mà vợ phải gọi dục thì mới làm. Ví dụ như em nói anh làm cho em cái này thì ngồi dậy làm xong cái nằm đung đưa tiếp vậy. Còn gì nữa không? Có gia trưởng một xíu à. Nói chuyện với vợ mà giống như là quản lý vậy đó. Đâu nói làm sao đâu. Ví dụ nghiêm túc vậy đó chứ không bao giờ mà ngọt ngào lãng mạn với vợ đâu. Có khi nào những lúc mà hai đứa chuẩn bị mà hành động ra khẩu lệnh với em không? Dạ không, cái đó thì không có. Anh nằm xuống. Đó, mình nói vậy là không được luôn. Mẹ tôi đúng không ạ? Thế em mong muốn Quân thay đổi điều gì? Anh thì vậy là cũng được rồi so với em, mà mong anh là quan tâm vợ con nhiều hơn một xíu, rồi lãng mạn hơn một xíu. Đúng rồi. Yeah. Vì từ nào giờ quen nhau tới cưới lấy về là chưa bao giờ mà tặng em một bó bông nào luôn. Có ngày lễ hoặc gì thì em mà cần cái gì thì mua cho em cái đó. Hoặc là dẫn đi ăn thôi. Sau ngày hôm nay là chị tin chắc là Quân sẽ thay đổi này. Đúng không Quân? Dạ. Hành động luôn đi em. Dạ. Trời ơi. Yeah. Rồi, đáng yêu quá. Cũng nhờ chương trình mà em được nhận bó hoa của chồng đẹp vậy. Em cảm ơn chương trình. Bây giờ đến lượt Quân sẽ nói về Na. Đó. Bởi vì chúng ta sẽ phải có là nhân quả đúng không? Mình cho đi rồi mình nhận lại này. Mời Quân. Là mạnh mẽ lên. Thì
Một là thù dai, nếu mà nói về thù dai thì vợ phải gọi thầy. Thì những cái như là những cái gì mà đã xảy ra rồi là nhớ hoài, lúc nào mà có vấn đề gì là nhắc lại. Như bây giờ vừa rồi 20/11 đứa bạn đứa bé đó nó là giáo viên mà em nhắn tin chúc mừng em 20/11 là vui vẻ cái là vẫn là bạn đấy à thì tắt cái điện thoại luôn. Không, tại vì em có giao ước trước là anh không được nhắn tin qua lại với chị đó nữa. Là anh cũng có đồng ý rồi mà vẫn nhắn. Dạ thì em thấy thì em tức chứ, tại vì hứa với mình rồi mà. Không, vì cái này là lỗi là do ông này. Dạ mình cũng không phải có gì nó sai trái nên tính em đơn giản lắm. Vâng, có khi những cái lời hứa mà cái đây có chục năm rồi mình không nhớ mà bây giờ vẫn nhớ. Không, là em ai hứa dài gì sao với em là em nhớ. Thường mấy người thù dai nhớ dai. Đúng rồi. Thứ hai nữa là bình thường ấy thì cuối tuần mình ở trong đơn vị thì cũng rất nhiều cái áp lực. Về nhà thì muốn vui vẻ gì nhưng mà về nhà thì vợ cứ lúc nào cũng kiểu như là không thể nở được nụ cười ấy, hỏi ba câu có rồi. Nhiều khi mình ở nhà con cái mình một mình lo nhiều mà làm lực. Việc nhiều mà rồi đi làm ở bệnh viện giờ giấc về nhà là ôm con nữa nên là mình mệt lắm. Nhiều khi mình không vừa ý là em cọc à. Không lẽ lúc nào cũng không vừa ý bạn này hay sao? Có đôi lúc thôi, đâu phải đôi khi não cũng vậy đâu. Nhiều. Đúng không? Khi mà Quân nói được điều đó, anh nghĩ là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên. Cho nên cái việc mà Quân về và Quân rất cần có một cái sự gọi là ngọt ngào, dịu dàng của vợ tan chảy liền đó em. Đúng. Vậy thì có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Thì rất là mong muốn chứ. Bình thường mà em mà tiếp xúc với ai mà người nào cứng với mình thì mình cứng lại. Đúng, là vậy đó. Nên cũng mong muốn là có gì là cứ dùng nụ cười giải quyết. Nó sẽ hay. Nó hay sao quá. Vâng, thế rồi. Tiếp nhận được cái mong muốn của anh vậy thì em hứa là về nhà em sẽ thay đổi. Ôm nhau đi nào. Trời ơi, chương trình xúc động quá.